Xin mời thí sinh Phạm Xuân Trường, số báo danh 434. Chuyến xe anh về nhà quên xưa miền Trung, nhớ dáng xưa quê nghèo, bóng sưa nghiêng lá gió reo, lòng bồi hồi nao nao. Anh vẫn còn ghi nhớ mà người xưa có còn không, hay đã đi theo chồng về quê xưa miền Trung. Anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Trọn gần 10 năm qua anh vẫn còn day dứt, vì trời xui khiến anh bội thế. Bao năm dần trôi, tương đời em đã đổi, chờ anh chị em ơi, qua thời con gái rồi. Anh liếc mắt nhìn em, sao em hơn không nói. Con giận là còn thương, con đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài thêm. Tôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước rồi. Em trách chi em, duyên đời bao lầm lỗi. Con nặng tình xưa, vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau, đừng thức lại tình đau. Thôi cố quên chuyện buồn, vùi giữ ấm ngày xưa. Biết nói sao cho vừa, chuyện tình như nắng như mưa. Những kỷ niệm ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ do trời. Xin cảm ơn thí sinh Phạm Xuân Trường, số báo danh 434.